Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Con thạch sùng trong vách. Gần đây cha thấy rất nhiều trang báo và mạng xã hội lan truyền một câu chuyện mà họ luôn khẳng định là có thiệt 100%. Như thế nào hả cha? Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra. Tường nhà kiểu kiến trúc Nhật, thường để một tấm gỗ ở giữa, hai bên trát xi măng, nhưng thực chất bên trong để rỗng. Khi dỡ tường phát hiện có một chú thạch sùng đang ngủ ở trong đó, đuôi nó bị đóng vào tường bởi một chiếc đinh. Anh này thấy tình cảnh đó thì rất tò mò. Anh ta chăm chú quan sát chiếc đinh. Trời ạ, à, đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm trước. Rốt cuộc là có chuyện gì thế này nhỉ? Chú thạch sùng này đã mắc kẹt trên tường mà vẫn sống được trọn 10 năm. Sống được 10 năm trong bức tường tối thì không đơn giản chút nào. Có gì đó bất thường thì phải. Anh ta tiếp tục nghĩ ngợi. Đuôi nó bị đóng chặt, không thể xê dịch được. Thì nó đã sống được nhờ vào điều gì 10 năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa công trình của mình vội. Muốn quan sát coi chú thạch sùng này đã ăn gì. Anh muốn nghiên cứu tìm hiểu xem sao. Một lát sau, không biết từ đâu bò ra một chú thạch sùng khác. Miệng nó ngoạm miếng thức ăn. Ồ, anh ta lặng người đi. Thì này là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng vào đuôi không thể đi lại được, một bạn thạch sùng khác đã kiếm tìm thức ăn mống cho bạn trong suốt 10 năm qua. Con thấy câu chuyện này thú vị đó cha. Tuy nhiên có vẻ nó không thể có thiệt được. Điều gì khiến con nghĩ thế? Cha ơi, con đã được học về loài bò sát thì biết rằng thạch sùng có một khả năng đặc biệt là đứt đuôi trong các trường hợp nguy cấp và lại mọc ra đuôi mới sau đó. Con cũng được coi một bộ phim giả tưởng, người ta căn cứ vào đặc tính này để tìm ra cách tái sinh, phục hồi những bộ phận cơ thể cho người, nhưng thất bại đó cha. Con thông minh và có trí nhớ rất tốt đó. Lập luận rất ra dáng một nhà khoa học tương lai rồi. Còn một chi tiết nữa, tuổi thọ trung bình của thạch sùng, theo cha biết chỉ có 5 năm. Vậy thì khả năng để cả hai con thạch sùng kia sống gấp đôi tuổi thọ trung bình của loài là vô cùng thấp. Nhưng cha thừa nhận căn cứ của con rất xác đáng. Nhưng con thấy đây là một câu chuyện hay và xúc động mà cha. Chắc hẳn họ có lý do gì để bịa chuyện ấy. Chà, nhà khoa học cần một trí óc tốt, lý trí và logic, nhưng đúng là cũng phải có một trái tim ấm áp. Cha đồng ý rằng về mặt văn học, ý tưởng thì nó khá hay. Nhưng con biết không, trong cuộc sống, dù nhân danh điều tốt đẹp, mọi thứ chúng ta làm cũng phải nên hợp lý, có kiến thức và khoa học. Chưa kể, nếu bị người khác sử dụng vào các mục đích khác thì lòng tốt sẽ bị lạm dụng. Dạ, con hiểu thưa cha. Một bộ óc thông minh nhưng một trái tim phải ấm áp, đúng không ạ? À?